Hôm nay vừa thấy trên đài báo lại dính một vụ xe đỗ không có đèn cảnh báo, thế là xe đằng sau nó lại hôn vào mông cho. Thứ nhất là buổi tối, thứ hai là đỗ không có đèn cảnh báo cũng nguy hiểm thật. Vì nó cứ tưởng là xe đang di chuyển, nó cứ phóng tít mồ lên nó chả nhìn gì cả. Dùng pin rất tiện. Sạc bằng tàu ô tô cắm nguồn vào đây. Nó thích thì dùng pin. Pin này hút rất là chắc. Riêng ô tô của các bác thì hút bao chắc luôn. Đấy.